đội tuyển Nhật Bản dọn sạch phòng thay đồ World Cup. Mặc dù thua đau đớn, đội tuyển Nhật Bản có thể đã bị loại khỏi World Cup nhưng họ đã chiếm được cảm tình của người hâm mộ bóng đá ở Nga, tờ The Sun đưa tin. Sau trận thua với Bỉ ngày hôm qua, người hâm mộ Nhật Bản ở lại sân bóng để dọn sạch sân vận động. Và các cầu thủ Nhật Bản cũng ở lại để dọn sạch phòng thay đồ. Ngoài ra, họ cũng để lại một lời nhắn bằng tiếng Nga, Tashibo, có nghĩa là cảm ơn bạn. Ảnh chụp lại cho thấy phòng thay đồ sạch bong sau khi đội tuyển Nhật Bản rời đi. Người hâm mộ Nhật Bản đã khóc khi đội nhà bị loại khỏi World Cup. Tuy nhiên họ vẫn cố gắng dọn dẹp sân vận động sau tiếng còi chung cuộc. Họ cũng có hành động tương tự trong trận đấu gặp đội tuyển Colombia ở đầu giải đấu. Cảnh tượng này cũng được ghi lại ở Brazil 4 năm trước, càng khiến Nhật Bản xứng đáng với danh hiệu đội khách tốt nhất, theo The Sun. Tách World Cup, tin World Cup, tin tức World Cup 2018, World Cup ở Nga, World Cup 2018 ở Nga, FIFA World Cup 2018.